Vườn sứ Ngô Gia chào cô bác quý anh chị và các bạn đam mê hoa sứ. Thì hôm nay 16 tháng 9 vườn em tiếp tục đăng bán lô sứ Hãn quý anh chị. Thì bên em là chuyên giống Thái Lan ha. Quý anh chị chọn lựa cây nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0916256522. Thì vườn em luôn có chính sách bảo hành cho quý anh chị nha. Và hiện tại vườn em giao cây không chậu ha. Nhưng mà quý anh chị nào có yêu cầu giao nguyên chậu thì em vẫn giao cây nguyên chậu cho quý anh chị. Nhưng mà em sẽ không bảo hành cho quý anh chị nào yêu cầu giao cây nguyên chậu nha. Bởi lúc này mùa mưa thì biến chị quý rồi đó, mà giao cây nguyên màu đất thì rất dễ đứt rễ ha, nguy hiểm ha. Thì em chỉ bảo hành cho quý anh chị nào nhận cây không màu đất nha. Rồi bắt đầu bằng cây số 1 quý anh chị. Cây số 1 là cây sọc đỏ sọc ha quý anh chị, đỏ có sọc đậm ha, rất là đẹp luôn. Hộp trắng cánh hoa lớn ha, rộ bông nha quý chị. Không, cái này chùm nụ là cũng tầm mười mấy nha, tại mùa mưa thì nó bị rớt nha quý chị, nhưng mà đọc hoa rất đều màu ha, để ngoài nắng nhưng mà rất đều màu luôn ha quý chị. Cây này là quý chị trồng nó lớn rộ bông cái là kỳ nha quý chị ha, cánh hoa dày xe bông to. Chùm nụ này chắc cũng tầm 10, đây là được 2 4 5 ha, dưới đây tầm mười mấy rồi quý chị, mười mấy ha. Lá đẹp, dòng thứ mau lớn nè quý chị ha, dòng này cũng mau lớn ha. Rồi củ này to quý chị, dưới phân tầng được 4 nhánh, đây chùm nụ được 4 bông rất là đều màu luôn ha. Rồi số 1 giá 100, số 1 giá 100 nha quý chị, có hương thơm nha quý chị, số 1 có hương thơm rất là mạnh luôn nha. Số 2 là cây hoa màu vàng chanh rất là đẹp quý chị ha. Cái này nó có một cái chỉ hồng rất đẹp và cái họng nó vàng có chỉ đỏ rất là đẹp luôn ha. Cây này nụ rất là nhiều quý anh chị, rộ bông ha. Rộ bông. Rồi cái này phân tàn tốt nhưng mà cũng nhỏ nha quý anh chị, có hương thơm nha. Có hương thơm. Thì cây số 2 này giá 100 luôn. Số 2 giá 100 nha quý anh chị. Đây. Rộ bông nha, số 2 giá 100. Hoa rất đẹp, hương thơm nha quý anh chị. Số 2 giá 100 ha. Rồi cây số 3. Số 3 là cây đỏ đen quý anh chị ha. Đỏ đen. Đỏ đen lúc đầu nó màu đỏ đen rất là đẹp đẹp nha quý anh chị. Thì trồng 2 3 ngày thì diễn ra màu đỏ tươi cũng rất đẹp luôn. Đây. Thì cây này mình chơi được hai màu luôn quý anh chị. Hai màu rất là đẹp nha. Đây. Lúc đầu thì nó màu đỏ đen rất đậm đà, rất là sắc nét luôn ha. Thì khoảng 1-2 ngày sau thì nó chuyển ra màu đỏ đậm đậm nha. Đây. Rồi khoảng 3-4 ngày sau thì chuyển ra màu đỏ tươi rất là đẹp của quý anh chị ha. Thì cái cây này mình chơi được hai màu nào quý anh chị. Này này chơi chuẩn hai màu luôn ha. Đây. Size bông lúc mới trổ ra nó là size bông trung bình lớn nha quý anh chị, nó săn size nha. Cái hoa này rất đẹp luôn quý anh chị. Cây số 3 này giá 150.000 nha. Số 3 giá 150.000, đứng qua cố ngắn nha quý anh chị. Đứng qua cố ngắn nha. Qua này cánh rất là dày. Đỏ đen mà một lớp mà rất là sắc nét luôn ha. Cánh rất là dày. Quý anh chị nhìn kỹ mà qua nha. Đó, trổ này ngoài nắng full nắng luôn nha quý anh chị. 3 4 ngày luôn ha. Mà cái màu hoa nó cũng còn rất là đẹp luôn nè. Nó chuyển ra màu đỏ cũng rất là tươi, rất là đậm đà ha. Cái này mình chơi được hai màu rất là hợp lý luôn ha. Rồi, số 3 150.000, cây dưới phân cành được mấy nhánh nhỏ nhỏ nha. Rồi số 4 là cây sọc rõ nét nha quý anh chị, hoa rất đẹp nha, chùm nụ rất là đông luôn nha, chùm nụ nhiều ạ, chùm nụ tầm mười mấy nha quý anh chị, rộ bông nha. Đây, rộ bông nha quý anh chị. Thì cái cây này phân tạng dưới rất đẹp nhưng mà củ cũng nhỏ nha quý anh chị ha. Mấy cây này quý anh chị lưu ý nha, cũng nhỏ, cây nào nó cũng nhỏ là cũng nhỏ nha. Số 4 có hương thơm, lá đẹp luôn, hoa đẹp, hoa rất là rõ nét ha, họng vàng, nền vàng luôn, nền vàng nhạt, rộ bông nha, hoa rất đẹp luôn à. Rồi chùm nụ rất là nhiều. Thì cây số 4 này giá 100 luôn quý anh chị, có hương thơm nha. Rồi tiếp tục với cây số 5. Cây số 5 là cây siêu to nha, siêu to. Tàn rất khủng nha. Đặc biệt cái hoa này rất đẹp quý anh chị. Cánh nhọn rất là đẹp ha. Đỏ đậm. Đây. Cánh nhọn ha. Ủa mà hai bông này nó nhìn nó khác nhau luôn trời. Đây. Quý anh chị nhìn nè. Rất là khác nhau luôn.
thì một cái nhọn dữ, cái nhọn cũng không dữ lắm. Cây này hoa rất đẹp nha quý chị, hoa cánh nhọn rất là hiếm ha. Cánh dày, đứng hoa, xe bông to, xe bông to nha quý anh chị, đỏ đậm ha. Thì cái cây số 5 này giá 100, số 5 giá 100 nha quý anh chị. Đây cái tàn rất là dữ luôn nha, số 5 giá 100. Rồi cây số 6, cây số 6 là cũng một cây đỏ nhung hồng vàng, cánh nhọn luôn quý anh chị, cánh rất đẹp ha, rất là màu đen này, cánh rất là dày luôn nè, xe bông to hồng vàng không còn nha quý anh chị, lá đẹp. Rồi cây số 6 này cũng to nha quý chị, dưới phân tàn tốt nha. Số 6 giá 100. Số 6 giá 100. Rồi tiếp tục tới cây số 7. Cây số 7 là cây cũng cũ siêu to quý chị ha. Chiều cao cũng rất là cao luôn, dưới phân tàn chít lên luôn ha. Đây, hoa này là cỡ hoa hành tài không cửa luôn quý chị. Ha, trậu không có rãnh nha, trậu rất là thẳng băng bông, cánh hoa dày hồng vàng nha. Xoay bông to, to cả trạng thần tài quý anh chị, màu cũng giống y chang luôn nha, nhưng mà cái này nó khác, cái này nó hồng vàng nha quý anh chị. Thần tài một lớp ha. Rất giống thần tài một lớp luôn, nhưng cái này nó hồng vàng. Nhưng mà cánh hoa nó dày cũng giống như vậy luôn ha. Kiểu hoa rộ bông. Rộ bông nha quý anh chị. Vàng cũ khủng nha, vàng cũ khủng rồi, số 7 giá 100. Số 7 giá 100 nha quý anh chị. Đây quý anh chị xem rất là cao. Rất là đẹp luôn nha, số 7 100. Rồi tiếp tục tới cây số 8. Cây số 8 là cây màu đỏ mới nè quý anh chị, giống dòng đỏ cherry ha. Nụ chùm luôn nè ha. Nụ chùm rất là đẹp luôn, cái này rộ bông là rộ bông nha quý anh chị nè. Mấy nụ này lên hết trơn rồi ha. Đây. Này nụ chùm nha quý anh chị, rất là đẹp ha. Thì cây này là không lớn lắm nha quý anh chị, lưu ý ha, cây này nhỏ thôi. Nhưng mà sắc rất là đẹp. Rồi màu đỏ này rất là đẹp luôn quý anh chị ha. Cánh hoa dày, cánh nhọn. Cánh hoa dày cánh nhọn nha. Thì cái cây số 8 này giá 200.000. Số 8 giá 200.000 nha quý chị lưu ý nha. Một cốt đi lên nha quý chị, nhưng mà này là giống đỏ mới nha. Giống đỏ giờ là rất là mới bây giờ ha, rộ bông, nụ chùm. Chùm nụ nhiều luôn quý chị. Nụ chùm ha, cái này mà trồng lớn hơn nó trổ bông là hết hết chơi luôn ha. Đó. Rồi cây số 8 này giá 200.000. Và tiếp tục tới cây số 9. Cây số 9 là cũng một cái dòng đỏ giống đỏ đỏ mới nè quý chị ha, đỏ đậm đà hồng đen ha. Này cánh hoa tròn, cánh hoa tròn rộ bông nha, rộ bông. Thì cái hoa này cánh rất là dày quý anh chị, củ này cũng tương đối nha, dưới phân tàn là hai nhánh, lá đẹp. Rồi cây số 9 này giá 150.000. Số 9 giá 150.000 nha quý anh chị. Rồi cây số 10. Cây số 10 là một cái cây vàng, một bên vàng ha, một bên vàng, một bên trắng, sọc đỏ nha quý anh chị. Xe bông trung bình ha, trung bình lớn nó sẽ tăng size nha quý anh chị. Đây, cái này trổ được 3-4 ngày quý anh chị, cái họng rất đẹp ha. Rồi cái màu cũng rất đẹp luôn, cái màu hoa rất đẹp luôn, một bên vàng, một bên kem. Rồi chính giữa có một cái sọc đỏ, họng đỏ rất đẹp ha. Cánh hoa dày, nhưng mà xe bông trung bình nha quý anh chị. Một cốt thôi ha. Cây này tiếng cái nó một cốt ha quý anh chị nào, thích hợp cho quý anh chị nào chơi một cốt ha. Thì cái này giá 100. Cái này giá 100. Cái này giá 100. Rồi cây số 11. Cây số 11 là cây đỏ đen, rất là đẹp luôn quý chị ha. Này nó trổ được 3 bông, quý chị nhìn rất là đẹp luôn nha. Thì cái này nó bay vào màu đen cũng còn màu đỏ rất là đậm đà quý chị ha. Màu đỏ rất là đẹp. Màu đỏ rất là đẹp ha. Này đỏ đen rất là đẹp luôn. Cánh hoa này là size bông trung bình lớn nha quý chị ha. Trung bình lớn. Rồi cây phân tàn tốt luôn ha quý chị. Cây phân tàn tốt, củ to. Rồi cây ba bông rất đẹp nha. Đây, cây này là chơi hai màu được luôn nè quý chị ha. Hoa rất đẹp luôn. Màu đỏ, đỏ đen rất là đẹp. 150.000 cây số 1 nha quý chị. Cây số 150.000 luôn. Hoa rất đẹp ha. Rồi tiếp tục tới cây số 12. Cây số 12 là cây trắng hai lớp rưỡi nha quý anh chị. Đây là nó là hai lớp trổ chuẩn rồi nè, đây là còn một cánh này với lẽ cây này quý anh chị mà trồng trồng khỏe có thể nó ra ba lớp nha. Nó
Còn mấy cái cây này quý chị, khi mà trồng cái cây nó đạt rồi, nó lớn rồi quý chị, là nó sẽ ra đủ chuẩn. Tại cái lứa hoa này là lứa hoa bông bói nha quý chị. Bông bói nó chưa có xác định được gì nha quý chị. Có nhiều cây nhiều khi quý chị mua một lớp vậy chứ khi mình trồng sung lên nó ra hai lớp bình thường nha. Cái xứ hạt là nó có lợi thế đó. Rồi số 12, cây phở tạng dưới được 4 nhánh ha, với một cốt đi lên. Rồi cây này là trắng tinh nha quý anh chị. Trắng tinh. Cánh hoa rất đẹp luôn nha, cánh hoa dày. Cây trắng số 12 này là giá 200 ngàn ha. Cây số 12 là giá 200 ngàn. Đứng qua cuốn hắn nha quý anh chị. Số 12 này giá 200 ngàn. Hoa trắng tinh nha quý anh chị. Rồi cây số 12 giá 200 ngàn. Tiếp tục tới cây số 13. Số 13 là cây hoa màu đỏ cực kỳ ha quý chị, màu đỏ. Cái này màu đỏ mà nó cánh nó dày như cái thằng Tài Phúc đó nha quý chị. Y chang như thằng Tài hai lớp nha. Nhưng mà nó cái này là nó hiện tại là nó hai lớp chuẩn với một ở trong họng nó còn nữa nha quý chị. Cái này có thể tương lai ra ba lớp nha. Cái nụ này cứ ngắt này ha. Cánh hoa này rất là dày quý chị. Trổ rất là đẹp luôn, màu đỏ này là màu đỏ nhung ha, màu đỏ nhung. Như cái thằng tài Phúc nha quý chị. Lá đẹp. Rồi cây phân tàn đẹp luôn nha. Cây số 13 này cũng siêu to luôn nha. Số 13 giá 150 ngàn ha. Mấy chị nào thích màu đỏ thì cây này hợp lý nha. Số 13 150 ngàn. Rồi tiếp tục tới cây số 14. Cây số 14 là một cái cây cây đỏ tím nè quý anh chị, đỏ tím ha, trổ hoa rất là đẹp luôn, dạng gân ha, gân rồi một bên tím một bên đỏ hậu tím nha quý chị. Nói chung là này là dạng là cái hậu nó tím thôi ha, họng già, rồi có cái sọc đỏ rất là đẹp. Hoa này cánh rất dày, xe qua trung bình nè quý chị, xe qua trung bình nha. Cái này là cái vàng lá nó rất đẹp ha, phân tàn đẹp, củ này nhỏ nha, cái số 14 này cũng nhỏ nha quý anh chị, đứng qua. Rồi cây số 14 này là giá 150 ngàn luôn ha quý chị. 14 150 ngàn. Hoa rất đẹp nha, rất cưng. Hậu nó hậu tím, rất là đẹp ha. Một bên đây là tím luôn nè. Bên đây là đỏ. Hơn nữa bên đây là tím lợt ha, bên đây là đỏ đậm. Rồi cái đường giữa nó thì rất là đậm luôn. Hậu vàng rất nổi bật ha. Nụ rất đẹp luôn. Rồi cây số 14 150 ngàn. Số 15. Số 15 là một mặt hoa cũng rất đẹp nha quý chị. Cánh nhọn nha. Thì cái lớp trong nó là hồng tím xám xám gì tùm lum này nha quý chị. Rồi lớp hai lớp khác nhau nha. Nói chung này là hai lớp khác nhau. Một lớp trong là như vậy ha, còn lớp ngoài nó là sọc. Rồi cái họng cũng rất đẹp đúng quý chị, cánh nhọn. Xe bông to. Đây, cái hoa nó mới trổ nè quý chị nhìn nè ha. Cái đó là anh trổ được 2-3 ngày qua mới trổ nè. Thì sao bông trung bình lớn nha, lá đẹp luôn. Cái cây này lúc mới trổ ra là nó dạng có tím có, xám có, vàng vàng có luôn nha. Hoa nó trổ căng rất là đẹp luôn ha. Rồi, cái cây này nhỏ nha quý chị, số 15 này nhỏ nha. Cây dưới phân tàn được 4 nhánh. Số 15 nhỏ nha, quý chị lưu ý. Nhưng mà hoa thì rất là đẹp. Rồi, cây số 15 giá 200 ngàn. Số 15 giá 200 ngàn nha quý anh chị. Số 15 giá 200 ngàn. Hoa rất đẹp nha. Rồi tiếp tục tới cây số 16 ha. Cây 6 là dòng Noel nha quý anh chị. Cái hoa này là dòng cái size bông trung bình lớn nha. Ở chính giữa là cái sao đỏ rất là đậm đà nha, ngoài viền tím tím. Thì cái dòng size Noel này là nó là nụ chùm nha quý anh chị ha. Nó là nụ chùm. Và những cái lứa hoa này là những hoa bói thôi. Quý anh chị nuôi cái cây sao Noel mà khoảng chừng 3-4 năm tuổi là bảo đảm với quý anh chị là chơi bông quanh năm luôn á ha. Hoa rất là nhiều. Thì cái lợi thế của cái dòng Noel này là nó là nụ chùm nha quý anh chị. Nụ chùm ha. Nụ chùm thì nó có một cái cuốn nó ra, nhưng mà khi nó ra nó phân ra được hai chùm hoa hoặc 3 chùm hoa ha. Thì cái đùm hoa nó lúc nào cũng phải tầm mười mấy nụ đến 20 nụ nha quý anh chị. Đó, thì cái cây này là phân tàn rất là tốt nha.
phân tàn rất tốt, củ rất là to, đặc biệt cái dòng này thì củ rất là mau lớn nha. Thì cho nên á, quý anh chị trồng ra cái chậu lớn lớn cho nó ha. Đây cái màu nó rất là khỏe luôn quý anh chị ha. Rồi cái màu hoa này rất là đẹp luôn, đỏ rất là đậm, cái viền cũng rất là rõ nét. Cái hoa này thì trổ lâu nó bị con sâu cắn rồi quý anh chị. Rồi cái này thì tàn đẹp, củ to, hoa đẹp, giá 300.000 nha quý anh chị, cây số 16 giá 300.000. Rồi tiếp tục với cây số 17. Cây số 17 là một cái cây ba lớp nha quý chị, ba lớp đỏ đỏ hồng hồng ha. Đỏ đỏ hồng hồng ba lớp. Khung hoa tròn ha. Trổ kiểu vàng xoáy rất là đẹp luôn quý chị. Đứng qua. Nha. Thì cây này nó là thuộc dòng giống của thằng thằng Noel nó, cho nên nó rất là bự con, rồi phân tàn rất tốt, vàng lá giống cái trang luôn quý chị. Nhưng mà cái thằng này là nó hoa nó không có được ha, nó ra không có cái không có gì bên ngoài ha. Cái hoa này rất đẹp luôn, rất là sáng, cánh hoa dày. Rồi số 17 này là 3 lớp giá 200 nha quý chị, 200, 17 giá 200 nha. Rồi cây số 18 là một cây hoa rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp. Thì cái cây này là một cái cây đặc biệt nha, rất là đẹp, cánh nhọn nha. Thì màu sắc của nó là màu tím có ha, màu xám có, và màu đỏ đậm có, và màu đỏ tươi có, màu đen có luôn. Thì cái họng của nó thì nó họng đen đen rất đẹp nha quý anh chị. Nó cái màu về mới đúng ở bên ngoài của nó nha quý anh chị, lá đẹp luôn. Nụ chùm, nụ chùm ấy, chùm nụ nó là không cái đúng rồi, cái chùm nụ nó này là tầm mười mấy quý anh chị, 2, 4, 6, 8, 10 khoảng 12 ấy. Hiện tại là trên cái cây mini thôi là nó đã 12 quý anh chị. Hoa trổ hai qua rất là giữ màu rất là đều nha. Đây có cái rìa bà trắng trắng rất đẹp nha. Thì cái cây này là cái cây số 18 quý anh chị có thể test được luôn nè quý anh chị ha. Quý anh chị có thể làm giống, và em bán cây này cũng đặc biệt luôn, em sẽ không bảo hành cái cây số 18 này nha. Cái cây này rất là mini, quý chị lưu ý nha. Thì chỉ ưu tiên cho những anh chị mua về test làm giống nha. Rồi cây này rất là nhỏ ha, cây này nhỏ thôi, nó không có lớn lắm, nhưng mà nó hoa được cái hoa rất là đẹp, cánh hoa dày. Đây, em cánh hoa rất là dày luôn nha quý anh chị ha, cánh nhọn, màu sắc rất là sặc sỡ, rất là đẹp nha, rất là lạ nha. Đó cây này quý anh chị có thể test làm giống ha. Thì cái cây này em sẽ bán không bảo hành quý anh chị, giá 400.000 nha. Cây số 18 giá 400.000, quý anh chị lưu ý nha, cây số 18 giá 400.000, và ưu tiên cho những anh chị mua để mình test làm giống nha, đặt tên. Đó bảo đảm với anh chị cây này không thua cây nào đâu nha quý anh chị. Màu đỏ cũng rất là ngọt ha, rồi màu tím, rồi xám xám, rồi nói chung là nó rất là nhiều màu sắc nó phối trong đây, bởi cái hoa nó nhìn nó rất là đẹp ha. Đây hoa rất đẹp nha. Rồi số 18 giá 400.000 không bảo hành. Rồi tiếp tục tới cây số 19. Cây số 19 ha. Cây số 19 là một cái cây đỏ, đỏ pha tím nha, mà nó dạng đỏ đậm pha tím, rất là lạ mắt nha quý anh chị. Ba lớp nha, trổ chuẩn nha quý anh chị ha. Cây này nó rớt màu, nó bay màu tím rồi thì cái hoa nó chắc nó đỏ quý anh chị, cũng rất đẹp nha. Nhưng mà hiện tại là lúc nó mới trổ ra là nó đỏ đỏ tím tím rất đẹp nha. Thì cái giống này rất là đẹp, cuốn rất là to, rất là to nha quý anh chị, cuốn ngắn ha. Thì lá đẹp luôn, cây phân tàn cũng đẹp, củ cũng tương đối lớn nha quý chị. Số 19 cây mà ba lớp màu rất là đẹp luôn, rất là ngọt ha. Ngoài trổ chuẩn nữa, trổ rất là chuẩn luôn, ba lớp trổ chuẩn. Thì cây số 19 này giá 250.000 nha quý chị. Đứng qua nha, cánh qua dày, cánh qua dày nha, sai bông rất là to luôn, sai bông này rất là to nha. Đó cánh qua dày. Rồi số 19 250.000. Thì tiếp tục tới cây số 20. Cây số 20 ha, là một cái cây tím full màu. Thì hôm nay có cây tím này nó rất là đẹp nè quý chị. Hôm nay mới có lại cây tím một lớp mà cái khuôn hoa tròn ha, mà nó trổ cái màu nó rất là full màu luôn, đen, đen thui luôn ha. Rất là đậm đà, họng vàng, rất là đẹp luôn, họng tròn. Rồi cây phân tàn tốt
cây phân vàng tốt nha quý chị, vàng lá đẹp luôn nha. Cây này thì củ cũng tương đối nha quý chị, tương đối nha. Thì cái cây số 20 này là cuốn ngắn đứng qua ha quý chị, cánh qua rất là dày luôn nè, cánh qua rất là dày. Thì quý anh chị lưu ý ha, những cây màu tối này quý anh chị khi có qua, quý anh chị để nơi chế độ nắng ít thì quý người chơi qua được lâu hơn ha. Còn khi mình chăm sóc thì mình vẫn trồng như những cây bình thường khác nha quý chị, nắng 100% càng tốt nha. Đó, thì cây cây sứ là nó ưa nắng, nhưng mà cái hoa thì tại cái màu tối á, khi nó ba bay màu á, thì cái độ tương phản á, nó cao quý anh chị. Ví dụ như cái màu tím này đi, khi nó nhả cái màu, quý chị thấy nó bay màu rất là nhanh ha. Nhưng mà thật ra những cái cây màu sáng nó cũng bay màu, nhưng quý chị nhìn thấy không rành là do cái độ tương phản mình nhìn thấy không có rõ bằng cái màu đậm nha quý chị ha. Chứ hoa nào nó gặp nắng nó cũng bay màu quý chị, thậm chí cái hoa hồng, hoa lan đi, hoa lan nằm trong lưới lan thì quý anh chị thấy vậy, chứ quý anh chị để ngoài nắng thế đây nó bay rất là mau nha. Cái cây sứ nó cũng vậy thôi, nhất là cái màu đậm. Còn cái màu, những cái màu mà quý anh chị để ngoài nắng chơi tốt, có thể như màu của thằng San Noel rồi quý chị ha, để ngoài nắng chơi rất là tốt luôn. Rồi, cây số 20 này giá 500.000. 20 giá 500.000. Rồi quý anh chị nào chọn lựa được cái nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0916256522 ha. Cây số 20 này hoa rất đẹp luôn. 500.000. Rồi, tới cây số 21. Cây số 21 là một cái cây đỏ, viền tím nha quý anh chị ha. Xoáy như hoa hồng nha, chỗ kiểu xoáy như hoa hồng luôn ha. Hoa rất là đẹp, xe bông to, cánh qua dày ha, cuốn rất là cứng luôn nè quý anh chị, cuốn rất là to ha. Thì cái này, dòng này nó nụ chùm, cái dòng này nó nụ chùm cho nên nó phát cái cuốn qua nó hơi dài ra nha quý anh chị ha. Cái dòng này là nụ chùm đó. Những cái thằng nụ chùm thì nó đa số nó phóng cái đuôi nụ ra ha, cái cuốn nó rất ngắn, nhưng nó phóng cái cuốn cứng ra trong này nó phóng ra dài nè quý anh chị. Những thằng nụ chùm là nó như vậy ha. Thì cái cây này số 21 ha, củ to nha, ba lớp ha, có viền tím bên ngoài rất đẹp, trổ dọn xấy rất đẹp ha. Rồi, cây số 21 này giá 350.000, 21 giá 350.000 nha quý chị, tàn đẹp nha. Đây, tàn rất đẹp luôn. Rồi, 22 á, cây này cũng tương đối, không lớn lắm nha quý chị. Ở dưới thì mình không biết nha. Cây phân tàn được 3, 4, 5 nhánh này nha. Thì cái hoa này rất là đẹp luôn, sao rất đẹp, cũng cái dòng San Noel nè quý chị. Sao đỏ, viền trắng bên ngoài ha, sao bông trung bình lớn nha. Thì hầu như là cái dòng San Noel là nó nụ chùm hết đó quý chị ha. Nhưng mà có cây nó qua, nó cho qua nhiều rồi, còn có cây nó chỉ dài qua thôi nha. Thì cái này quý anh chị trồng lớn là bảo đảm quý anh chị là hoa rất nhiều nha, đa số là nụ chùm nha. Đây, cây được hai qua rất đẹp luôn, màu sắc rất là đậm đà. Nó những cái dòng này thì quý anh chị có thể để ngoài nắng chơi được nè. Cánh qua dày nha, cánh qua dày, đứng qua nha. Thì cái cây này số 22 giá 300.000. Cây số 23. Cây số 23 là một cái cây nành trắng viền đỏ đậm nha quý anh chị ha. Này là đỏ đậm ha, rộ bông hai lớp. Dòng này là dòng như rất đẹp ha. Này, cây thơm không? Thơm nha quý anh chị. Thơm nha quý anh chị, nó một đùm bông nè quý anh chị, thấy rất là đẹp mắt ha. Thì cái kiểu cách nó là như ông hoa đại mỹ nhân vậy nha quý anh chị. Xe bông to ha. Đó, cánh hoa nền trắng rất là trắng tinh ha, ở ngoài có viền đỏ, viền đỏ này, viền đỏ có tím ha, viền đỏ ở bên ngoài có tím, cho nên nhìn nó rất là đẹp mắt ha. Thì cây số 3 này giá 200.000 quý chị, cây phân tàn tốt nha, cây phân tàn tốt. Đây, cây phân tàn rất là đẹp luôn nè, ở trên phân tàn được 4-5 nhánh ha. Cái loại này nó nhảy nhánh kinh khủng quý chị, này quý chị trồng lớn là thôi, nó nhảy nhánh nè. Thì nó nhảy nhánh quý chị ha, mỗi nhánh là mỗi đùm nụ này. Cái này là mấy anh chị trồng nó lớn là thôi, cực kỳ luôn nha quý chị. Rồi, một đùm nụ này thôi là cũng cánh rất dày quý anh chị. Thì cái cây này quý anh chị bảo đảm trồng lớn lên một cái là thôi, nhìn hết hồn luôn ha. Rồi, 200.000 cho cây số 23 ha. Rồi, cây số 24.
cây số 24 ha, là cũng cái dòng Noel luôn á chị. Nhưng mà cái xe bông này là nó xe bông này là xe bông trung bình nha, cánh nhọn hồng vàng, cái sau thì rất đẹp nha, sau rất đẹp. Cái xe bông này hơi nhỏ nha quý anh chị, xe bông này trung bình. Rồi cái tàn thì rất đẹp nha, số 24 này hoa rất đẹp luôn, nhưng mà cái cuốn nó cũng hơi nhỏ, nhưng mà nó cũng đứng qua nha quý anh chị, cuốn cứng nha. Nè cái cuốn này đưa ra đó, thì những thằng cái nụ chùm nó có cái tình trạng này quý anh chị, nó đưa cái này ra dài ha, nó làm chùm ra vậy ha quý anh chị, nó làm chùm ra vậy nè đó, cũng vậy. Nhưng mà đứng qua nha quý anh chị, đứng qua nha, thì cái cây này hoa nó xoay qua nó hơi nhỏ nha quý anh chị, xoay qua nó là trung bình thôi ha, mà sau thì nó rất là đẹp, sau rất là rõ nét nha. Rồi cái cây này á, là phân tàn thì rất là đẹp luôn. Cây số 4 này giá 300 nha quý anh chị, 300 nha. Củ này đẹp nè quý anh chị, củ lớn luôn ha, số 4 300. Rồi tiếp tục tới cây số 25. Cây 25 là một cây củ cũng dòng hoa lớn nha quý anh chị ha. Thì cái này nó bị rớt lá ha, nó còn nó hết bệnh rồi, nó lên lá mới nè. Sọc nền trắng sọc đỏ rất là đẹp quý anh chị, rất là rõ nét ha. Xe bông to, cánh qua dày, cánh qua dày nha. Thì cái này cánh qua dày, xe bông to, rất rõ nét, 100.000. Số 25 giá 100 nha quý anh chị, số 25 giá 100. Thì nha quý anh chị yên tâm ha, những cái này quý anh chị về trồng lại là nó sẽ bắt đầu nó ra lá mới ở trên ngọn này, nó sẽ phát triển bình thường nha quý anh chị. Quý anh chị yên tâm ha. Cây này nó phần tràn đủ luôn rồi nè quý anh chị, củ to ha, số 25 giá 100. Rồi tiếp tục tới cây số 26. Cây số 26 là cây hoa rất là lạ quý anh chị, nhưng mà sai bông là trung bình nha, cánh nhọn. Hai lớp cánh nhọn hết, màu sắc rất là độc ha. Màu sắc rất là độc, cánh rất là dày luôn. Cánh rất là dày luôn ha. Sai bông thì trung bình. Nhưng mà cái cây này tình trạng của nó là nhìn thấy nó có cái kiểu như